Em nghe giật nha này. Vâng. Trời ơi, dính cà phê. Ê, cái đậu còn đó nè anh ơi. Cái đậu còn hả? Nè nước, ơi, muốn nước em đổ ra đi để chào cả nhà nha. Em chào cả nhà nha. Mời khỏe cả nhà. Buổi sáng thật là thấy bầu trời trong xanh luôn cả nhà. Nay là thấy mùa xuân rồi nè. Bữa giờ toàn là mưa mưa không à. Bữa nay là thấy sáng sớm thấy mùa xuân rồi nè. Hôm nay sáng chị hôm qua em có đặt hai cái lờ đó cả nhà. Rồi cái bữa nay đi thăm em đặt hai cái lờ với cái gì? Cái ao à? Cái ao cá của em ghê trời. Để cho vợ dở thử rồi. Để coi bữa nay có dính không? Có dính cá gì lụm cá đó. Nhưng mà cá nâu không lụm nha, cá nâu con là mình thả lại chứ mình không lụm. Cá nâu mình mới thả mà. Nhỏ đâu bắt được. Cá nâu cá đói không bắt được. Có cá phi thì hốt được cả nhà. Em quay lại cả nhà xem. Đây nè. Cái đĩa của em múc để nuôi nè. Đó, em thấy không? Thấy rồi, đây nè. Em để có cái chài đó, bên đó một cái nó có hai cái lờ mua lần. Chị qua giá lại mà quên đặt xuống mà quên đặt cho cả nhà xem. Cái bữa cơm sáng nè. Em nghe giật nha này. Vâng. Trời ơi, dính cá phi. Ê, cái đậu còn đó nè anh ơi. Cái đậu còn hả? Nè. Nước, ơi, muốn nước em đổ ra đi để thả lại. Đã ta. Quá trời luôn ha. Để em bỏ vô luôn. Cá phi nhiều dữ vậy trời. Cá phi bữa hổm nhớ hai chồng mình giăng lưới thả vô có mười mấy con không? Ừ. Nó đẻ ra cỡ này nè. Nè, cá nâu nè. Bắt cá nâu lại đi. Cá nâu màu lớn quá anh, mình thả bữa nay nó mới lớn nè. Nè cả nhà, cá nâu thả trong đìa thì còn thấy cá nâu thả trong vuông không thấy con nào luôn. Bữa nay bị lớn rồi đó. Nó ăn cái bụng nó chưng mướn luôn nè anh. Cả tháng mấy rồi đó. Thả lại đi. Thả lại để thả lại lẹ đi. Dạ. Bự dữ ta. Dính ba cá nâu. Dính cá nâu hết rồi chồng. Không có con cá đói nữa chưa hả? Không dính thấy cá đói. Cá phi nhỏ này lụm luôn em. Cá này là vô kho sả ớt chắc ngay bài anh ơi. Nói vậy. Cá bự để là cá bự thả. Cá bự thả thì mình bắt cá nhỏ thôi. Cả nhà biết không, cá phi này nó xanh sản dữ lắm nha cả nhà. Chứ không phải tụi em mà bắt cá nhỏ nhỏ này mà ăn đâu. Xanh dữ trời lắm. Cá này nó xanh dữ lắm. Rồi. Nó nhanh xanh dữ lắm. Cá phi mà. Đi qua đây. Dính nào đó. Mà chắc có nữa đó. Ở đây thì cá phi thì bao la, cá phi con thả con này. Mười mấy con mà giấc tối là nó nhảy dậy lên luôn. Tối em đi ra em soi là quá trời luôn. Cá phi này nhanh sinh sản lắm. Mà cá con non non gì ăn ngon. Nghe gì không? Xem rồi. Em không biết nữa. Đi coi. Giật cái này. Nữa. Có mấy hai con cá bự mới làm dữ à. Không có cá nâu à? Cái gỗ này không có cá nâu. Bộn luôn ha. Cái này mới mốt mà để nó bự bự lên mà mình chỉ đặt hai cái lợ thôi là mình có bữa cơm mình đánh tèo. Nhiều quá là nó không được em ơi. Vậy hả? Cá nó không đạt lắm anh. Đúng rồi, nó không đạt. Anh muốn mà nhiều quá không được, anh biết làm gì không? Gì? Mai mốt anh mua vài chục cá chẻm anh thảy xuống đây nè. Là nó tiêu diệt mấy con này hết trơn là được hết trơn. là mình có cá chẻm bự. Thì nó ăn cá nâu, cá đói hết trơn. Không biết nó ăn không ta. Mấy con bự này thả lại đi, mình lấy mấy con nhỏ thôi. Người ta bắt mấy con bự người ta ăn, người ta thả mấy con nhỏ, còn mình ngược lại. Mình thả mấy con bự, mình bắt mấy con nhỏ. Cá này dữ trời ở vùng quê này. Cá phi này thì khỏi nói cả nhà. Mà có cá nhỏ nhỏ này là món lạ lạ cũng ngon. Này vô kho sả ớt đây nè. Mổ bụng cái mình kho sả ớt luôn à. Bữa nay có ăn bữa cơm. Không cần tốn tiền. Thả con này lại đi. Cả nhà đừng la vợ chồng em nói sao. Bắt cá nhỏ ăn nha cả nhà. Cá nhỏ này thì nó xanh sản dữ lắm. Mấy cá phi này mà. Vô anh ơi, vô mình nấu cơm đi. Nấu cơm với mình bằng cá này luôn. Gạo nấu cơm nè. Nấu cơm anh, nấu cơm than. Nấu cơm xong xem qua bằng cá. Rồi có làm thêm món gì không em? Nhà mình chứ còn cái bắp cải đó kìa anh. Chắc hồi em xào với trứng quá. Này hả? Ừ. Nhà có trứng sẵn nữa làm bữa cơm không đồng luôn vậy. Rồi, không đồng luôn đó. Hay làm bữa cơm nhà, không có đi chợ cả nhà. Có bao nhiêu tiền làm sinh nhật tổ chức hết trơn cả nhà. Nói chơi. Lâu lâu có cá này ăn cũng ngon à. Cá là ngon lắm á. Hiếm mà mình bắt dính được cá đó lắm anh. Lưới sao mình văng dính được. Lưới đâu dính. Cá bự hơn không à. Cá này là giống như là cá rô tâm tích. Anh biết cá rô tâm tích người ta kêu ra. Cá rô tâm tích là cá loại mà cá nhỏ xíu xíu luôn cả nhà. Tới cái mùa mà xả lúa đó rồi nước xem xét đó là cá rô xanh giống như cá phi vậy nè anh. Con nhỏ 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 gì đó. Mà ở ruộng mới có nha, ở đây dễ gì mà có. Em nói cá rô tâm tích anh biết không anh? Rô là con nhỏ nhỏ nhỏ. Hồi đó dưới U Minh là
tới mùa lúa cái là mẹ cha hay đặt lò giống như gì nè anh, là bắt nó về kho ngon ngon lắm. Phụ vợ sắp bắp cải luôn cả nhà. Chứ thôi vợ hồi vợ la nha. Tánh vợ em khó. Tánh nóng như Trần Phi vậy nè. Đúng rồi. Cái mặt y như Trần Phi. Tay chân qua hỏi làm cá thò lòi bay hết hai ba con. Sáng nay có bữa cơm cá này cũng ok, cũng ngon. Chứ có bắp cải xào nữa là xong bữa rồi đó. Khác gì vừa thay ha. Mỏng mỏng vậy đó anh. Vậy ha. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, anh biết là anh phải bỏ nổi chứ. Biết rồi, hỏi anh ta gì vậy? Hỏi thử coi có phản ứng nói gì không. Xạo dữ thiệt chứ. Vừa phanh nhỏ nhỏ. Ừ. Đủ xào rồi. Có gì ăn đó đi. Mà ngon đó. Cả nhà có thấy dưới quê này dễ sống không cả nhà? Có con cá cộng dài cộng rau là sống được rồi. Không bon chen. Không bon chen với đời. À, nhiều cái thì nó cũng có thiếu thốn. Chung mình mà bệnh viện xa. Đúng rồi. Trường học xa. Ở đây mà không phải là mình nói xui cả nhà. Lỡ mà có bệnh gì mà hơi nặng á, mà tới lúc chở đi là cũng hơi mệt á, chở đi cả tiếng hồ mới tới bệnh viện lớn á cả nhà. Mà điện xe chạy vô nó ngủm mà. Điện xe chạy vô nó là. Điện xe cấp cứu chạy vô tới là ngủm mà. Mới sắt bắp cải xong cả nhà, vợ thấy làm được cái vợ giờ xay hái xả nữa cả nhà. Bữa nay ngoài này xả nè. Cây dưa gan, rau rồi này kia lên nữa đó nha. Ăn với cái bụi xả này cũng trụi luôn. Như này đủ quá. Em quay lại cái giường này coi. Đây, cỏ lên. Mấy bụi xả nè, bên kia còn bụi xả tốt. Cây đó làm như cây bí gợ đó. Nghe cây này cây gì, cây dưa gan gì gì vợ nói nè. Đây, mùng tơi nè. Em lấy mấy cây em ghim vậy cho nó cái mùng tơi nó leo lên vàng đó cả nhà. Mùng tơi này như đây vậy là làm được hai vợ chồng làm nồi canh rồi đó chứ. Đây gãi bữa hổm gãi ba cái rau dền đỏ nó cũng lên nhóc. Gãi đại, giờ mưa nó lên chứ hồi chồng theo clip cái gà nó ăn cho gãi đại đi. Đây cho cả nhà xem. Hành. Vợ bữa hổm mua về cái vợ ghim nè. Cũng sống nó đứng rồi nè. Bên này này thì gì quế giờ đang trồng mấy cây bầu bí nữa, đậu bắp nữa đang lên non chưa có lên quá, chứ bên đó em cũng tỉa bắp bên đó lâu rồi, tỉa bên đó cũng mười mấy 20 ngày giờ nó cũng lên cây rồi. Tép xả làm trời rửa ra luôn ha, rửa ra luôn. Ở có rửa nó muối không được. Có rửa muối không? Bỏ muối vô, muối vô. Kém rửa nó. Được như đây đó ha. Dư ăn không? Dư luôn á, ăn hết luôn rồi. Chồng mà dư luôn ha. Buổi sáng ngon lành ha. Ớt cá luôn cả nhà. Bỏ gì vậy? Cái này củ hành. Củ hành. Hành cho thơm. Ớt trước cho thấm vậy hả? Đúng rồi, ớt trước cho thấm. Tại cá này nó còn non lắm, mình không khỏi xé mỡ tỏi. Ừ. Bột ngọt. Đường cả nhà. Đường vậy quên cục luôn. Để ngoài đó nó chảy nước á anh. Trong cái hũ này nó không có chắc nè, nó chảy nước á nó bị đóng cục lại. Mấy hạt nêm ha. Mấy hạt nêm nước mắm. Gọi là cá phi non kho sả ớt hả? Ừ. Ồ, quá dữ. Dạ.
tí dầu ăn vô. Nhà mình phải có tép mỡ với mỡ anh. Ừ. Thắng đâu mình bỏ vô nó mới béo. Chưa cho nước màu hả? Cho nước màu nè. Nó đều cho nước màu vô. Kho cá là phải có nước màu. Không có nước màu trắng tươi luôn giống như cá luộc. Kỳ đúng không? Kỳ lắm. Kỳ chặt kỳ bỏ, kỳ chỗ nào chặt cái đó. Chờ đợi cá trên kia tắm xuống này giờ sắc sỡ luôn. Cá này kho xả xả nhiều nhiều anh, mới ngon. Xả nhiều nhiều mà cay cay á. Ngon. Này là một già cơm là một con cá ăn già cơm con cá đó. Ai ăn sang bằng vợ chồng mình. Này cơm mới nở và cắt nước từ. Sáng nay yên tĩnh quá anh. Yên tĩnh. Không ai bắt nhạc hát hò vậy chứ nha. Hò cũng không có người nghe nói chuyện, chỉ có tiếng hai vợ chồng với hai đứa khùng. Nhõm nhõm tối ngày à. Nói nhiều quá thì cũng bị la, mà nói ít quá thì nó buồn nó nhạt ha anh. Mình cho than qua cái lò này để em bắt em kho cá luôn cả nhà. Nó cũng thấm rồi đó anh. Thấm hả? Thấm rồi. Kho cho nó khô cái mình bỏ xả vô. Tán có một cá bánh bao đi chú. Một bánh bao cho mấy chinh đi. Thấy màu xanh á. Cá nhiều khi xương cháo nó ăn không được. Một bánh bao cho cháo nó ăn sáng. Bánh bao màu xanh có lá dứa nó thơm. Nhiều. Cái 10.000. Bao ở dưới quê này cái 10.000 cả nhà. Ăn cũng được á, trong cái trứng cút nữa. Mua cho mấy chinh. Nhờ tận dụng nó hái à. Tiễn tiễn mấy cọng nè anh. Nó lá nó bị gãy gãy nè. Ừ. Vô một tí đặng mình bỏ bắp cải xào với trứng. Vậy chứ không bao lâu ăn được rồi đó anh, có khoảng 10 ngày nó là ăn được rồi đó. Nó nở ra từ từ á. Giờ mình tận dụng mình ăn mấy cái gãy gãy này trước. Ồ, nó sôi thôi. Cái hai mày. Cái nồi này nó sôi cái là căng đâu có kịp. Bây giờ em cho chín luôn hiền. Chín luôn rồi anh ơi. Cho nó khô khô một tí em cho xả vô luôn nè. Giờ xả bập nhuyễn em cho vô luôn. Xả nhiều nhiều vậy nè. Nga cá ớt rồi, không thấy đỏ đỏ vậy nè. Em hết thớt cháy đỏ rồi, ớt hiểm mẹ mua đó. Ừ. Nên nó không có được chín anh, nó xanh anh. Bởi vì nó tiệp theo cái màu của xả luôn à. Một chút em còn một trái ớt kia em sắc em để lên mặt. Ừ. Để chưa cho nó bụng rồi đó ha. Ừ. Cá cũng chín này. Em nhắc qua đây em để bên đây. Bắt cái chảo lên để bị xào. Nó sôi ngục nè. Cỡ ra một phút nữa nó vẫn còn sôi đó. Nó sôi tới một phút luôn. Giờ bắt cái này lên xào à. Xào à, bắp cải với trứng. Cho vô ăn vô luôn. Cho tỏi vô. Tỏi vàng, cho bắp cải vô luôn. Thấy nhiều vậy đó, hồi nó nhót xuống còn con miếng đó anh. Ừ. Bắp cải như rau muống vậy. Giờ em nêm luôn, em cho miếng bột ngọt vô. Này, đường. Rồi miếng hạt nêm nữa cả nhà. Giờ xào cho bắp cải nó gần chín thì mình bỏ, đập vịt bỏ vô. Dặm cho hai cái trứng vô luôn nè cả nhà. Đập sẵn vô chén vậy đó. Đập sẵn vô chén. Cái lò than á nó cháy từ từ, nó không giống như lò ga xèo 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 xèo. Giờ quậy ra. Còn nó đều vô với bắp cải ha. Ừ. Chứ để ngồi vậy là mà không đều cái chỗ có trứng, chỗ có trứng, cái anh lựa trứng anh ăn hết thì sao? Đúng rồi. Gắn trộn cho đều đi, anh lựa anh ăn hết chứ.
Ồ. Dặm cho hành vô luôn. Chín lên thơm. Miếng cơm nó là ăn được đó em. Giờ em dọn được rồi đó anh. Dọn được rồi. Giờ em dọn cho chồng ăn được rồi đó chồng. Giờ em cho miếng tiêu vô nữa cho nó thơm. Đây. Cá phi non, kho sả, ớt với là bắp cải xào trứng với nước cơm ở nhà, với nước tương. Với là với con mắm nhà em ở nhà, mà cả nhà dùng cơm với hai vợ chồng mắm nè cả nhà. Thôi mời cả nhà dùng cơm nha. Em mời cả nhà dùng cơm với hai chồng em nha cả nhà. Trước khi dùng cơm em cảm ơn em. Trước khi dùng cơm em cảm ơn anh chị cô chú gần xa đã chúc mừng sinh nhật em ngày hôm qua nha cả nhà. Cũng cảm ơn ông bà cô chú và anh chị em cũng yêu mến vợ chồng em nha. Chúc mừng và xem video của vợ chồng em ra hàng ngày cả nhà. Nhiều khi có gì sơ sót mong cả nhà thông cảm bỏ qua cho nha. Nhiều khi con người ai cũng có này có kia chứ đúng không rồi. Có ai mà hoàn hảo hết cả nhà. Thì nói chung là cả nhà góp ý thì tụi em sẽ kiểu như là nhận cái lời góp ý của cả nhà thì sẽ làm sẽ tốt hơn, từ từ sẽ tốt hơn nữa. Em mời cả nhà dùng cơm nha. Một lần nữa cảm ơn cả nhà nhiều nha. Món này là món cơm mà ngon. Cơm quê. Con cá. Bọn anh muốn kiếm con cá phi lớn này dễ lắm mà. Khó. Khó kiếm đó. Sao mình chèo luôn. Mình chèo luôn phải không? Không có em mời cả nhà nha. Không có xương nữa. Có xương mà xương mềm mềm xèo. Đúng không? Đúng rồi. À con này hơi bự hơn. Kỳ cọ gì của nó là cũng ăn được hết trơn luôn cả nhà. Chỉ bỏ cái ruột thôi. Mặn mặn ha. Ngon. Chấm. Khỏi cần chấm. Khỏi cần sáng của hai chồng. Chấm khô khô. Cái vùng quê nữa thấm ở nhà thấy không? Em hay nói quá. Chứ có cái này nữa là chị với cô. Mấy anh với mấy chú thì không để ý tới, là còn cô với chị thì có để ý, có góp ý với em. Biết sao không anh? Em kẹp cái kẹp này nè. Cái kẹp này nè cô, chị. Nó màu xám chứ không phải là nó màu trắng nha. Kiểu như lên hình á, tèo anh quay em á, sao óc á, là nó sẽ bị chá, là mấy cô với mấy chị tính đâu là em kẹp màu trắng á. Thì kẹp màu trắng á là kiểu như mấy cô với mấy chị sợ đúng không rồi, có tốt á. Nên nó mấy cô mấy chị nhắc nhỏ hoài, nó Linh ơi con đừng có kẹp cái kẹp này nữa, con bỏ cái kẹp này đi. Nhưng mà không phải đâu cô chị. Cái này là nó màu xám chứ không phải là màu trắng. Rồi, tại vì em cũng biết mà nên em đâu có mua màu trắng đâu. Nó màu xám nha cả nhà chứ không phải là màu trắng đâu. Nhiều khi ta tưởng màu trắng đúng rồi, mấy cô sợ kiểu như là không hên á, nên mấy cô góp ý nó là đừng có kẹp cái kẹp này nữa, bỏ đừng đi kẹp đi, miệng xấu thiệt, giục bỏ rồi đó. Đúng rồi, thương mấy cô chị đó em cũng thích theo ý em á. Nhưng mà uống anh uống cho người khác hay mua tới 30.000 anh đó. Trời ơi. Bỏ uống em kẹp chừng nào mà thôi bỏ đi. Anh định ăn sáng ấy gắt cơm luôn trời. Ăn sáng ngày hai ngày rồi lấy tiền nó mua cái đó. Bỏ vừa nói cũng không có đẹp nữa nha cả nhà, cũng còn kẹp được mà bỏ uống. Cũng xấu rồi. Rồi ăn nó phải xào trứng béo anh ơi. Chấm nước tương nữa bà, đừng có cay cay nữa. Vì chứ lâu lâu mình ăn món này món kia mình trở lại mà ăn trứng luộc rồi đó cả nhà, ra muốn luộc trứng luộc đó dầm nước mắm á. Ăn bữa nay bắt món còn ba cháy luôn á, cá này bắt ngon thiệt. Cá bị lớn bị lớn nhỏ nhỏ. Nãy em nói mà ăn ai ăn sang bằng hai vợ chồng mình ăn một họng cơm là một con cá, họng cơm một con cá. Sang ha. Ăn không biết bao nhiêu con cá mà nói. Nước cơm nhiều nữa. Bò cá xả ớt tôm tôm. Kho mặn mặn đúng không? Nước cơm á. Đúng bài bữa cơm. Có nhà làm thử bữa ăn. Như cái chỗ mấy anh chị không có cá này sao? Cá bự thì có chứ cá nhỏ này. Hiếm. Cá này nó xanh sẵn dữ lắm anh nhờ. Nhiều lắm. Ăn thấy gì đó chứ giờ bữa là nó đẻ nữa. Thả vô cái hồ này ha. Mười mấy con à. Mười mấy con cá bự mà đẻ rồi cỡ đó. Còn nữa đó. Nhiều khi mấy anh chị em biết nó trời ơi, hai chồng đứa này nó ăn vậy rồi mới mốt có cá đâu nữa, sao không để nuôi, nó bắt cá bự nó ăn mà nó ăn cá nhỏ.
mọi người bắt cá nhỏ nhỏ vậy làm mắm á. Ở nhà biết bao nhiêu con mới được cái mắm không? Mà người ta cũng làm nhóc bán. Mời nhà nha. Ngon thiệt này. Nghe tiếng đòn. Gạo bán đồ tươi. Không đòn thì gạo bán đồ tươi. Bữa nào mới nghe tiếng hắn vậy? Bữa giờ có nghe không? Không. Hắn nhậu xỉn, hắn đi bán không nổi gì. Rồi, nghe quên này ai cơm. Cơm không chơi chứ ngủ nhậu là lát chạy về hốt à. Anh chặn nước cơm. Ngon thật. Ăn mà sức mồ hôi luôn. Đổ mồ hôi luôn. Ngồi gần anh em sợ em đổ mồ hôi luôn. Ừ. Quá tội nghiệp. Nước cơm nóng nóng hút vô ấm bụng hết bây giờ. Ấm không? Ấm. Sinh nhật anh tổ chức nhỏ vậy em thấy sao vui không? Trời em thấy còn vui hơn cái gì nữa. Vui không? Nói chung là đâu có mình đâu có cần gì đâu. Đã là bao nhiêu năm mà mình ở bên nhau bao nhiêu năm mà đâu cần chi mà xa hoa. Nhiều là cũng được. Khỏi cần bánh kem cũng được nữa hay câu rồi. Em ở cả nhà em đơn giản lắm. Kiểu như ngày sinh nhật vậy hay là sáng sớm anh Tèo mà mở điện thoại ra. Anh Tèo chúc là chúc vậy là cũng ok là em thấy cũng vui đó. Nhưng mà em đơn giản là em không có cần gì cầu kỳ xa hoa đâu. Tối sinh nhật bá rồi chúc từ sáng tới chiều tới tối một chút. Tối thỉnh quá một câu rồi chút gì nói nữa. Ngon thiệt. Em không cần gì sao cao sang. Vậy là được. Vậy là vui ấm như cúng gia đình rồi. Thôi đừng vui vẻ là được rồi. Đừng có áp lực, đừng có này kia là ok. Cuộc sống vậy là quá đủ không? Đúng rồi. Hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chứ mình đâu có trình độ gì đâu. Mình cũng không có gì học cao, mình đâu có bằng ta mà đi học rồi người ta làm công ăn việc lớn các mình nghèo mình tính thì vậy đó nha. Chứ không phải vợ chồng em không biết em chỉ nghĩ tiến tới mà tiến tới không nổi. Chung mình cũng tới bao nhiêu năm nay vậy đây thấy cũng hài lòng rồi. Tại mình không có ăn học được nhiều, mình không có kiến thức giống như người khác. Thì mình cứ như vậy là cũng ok rồi. Mình muốn hơn nữa thì cũng đâu có được đâu. Được, được. Nhiều khi trời thương thì trời bữa cho chúng số. Nằm mơ đi bạn. Còn vậy là mình hài lòng, cái gì của mình cũng phải hài lòng với cái cuộc sống của mình hết. Quá ngon đó nha, cơm hai chén, em mà hai chén dữ lắm à. Em biết chứ em xong đó. Trời ơi. Em bữa nay em no, nãy em đói cái em vô uống nước á. Không chỉ chín uống nước em no luôn. Đúng rồi. Thì giờ em chắc cũng tới đây cả nhà đón xem video theo nha. Cả nhà cho gia đình em được đăng ký, lượt like, lượt bình luận, lượt chia sẻ cả nhà. Chúc cả nhà sức khỏe nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha.